cái chỗ đó ra, và cũng là từ trái tim của sư phụ thì tối các phần có sinh đấy, là sở hữu nó không chỉ về ngon, nói về mà về vị, nó còn thêm một nữa là nó cũng thêm về tinh thần. Tổ nhóm làm bún ở đây là làm một tấn 6 bún để ngày mai phục vụ một bữa sáng cho tấn 6 thì có sinh gần 2 nói chung rồi. Mình làm công đoạn này từ bắt đầu từ lúc 2 giờ chiều mà đến bây giờ là 12 giờ. Mà cái bún mình làm ra nó rất là thơm, rất là ngon. Nó không có mùi chua mà nó cũng rất là sạch sẽ. Tôi làm kinh doanh nên rất là bận. Tôi cũng đã thu hút một chút thời gian để về để có một phần nhỏ bé của mình. Từ đấy con tim của sư phụ muốn dành cho những cho học sinh những gì tốt đẹp nhất để các em về chùa các em có thể gọi là nhận được những gì đang nhận được những cái năng lượng tốt, là mình cũng cảm nhận được cái tình cảm sư phụ dành cho khóa sinh, nên là mình cũng muốn đóng góp một chút gì đấy cái nhỏ nhỏ nho thôi để cùng cùng với sư phụ giúp cho các em có một tăng trưởng được cái tâm của các em khi mà về chùa, các em sẽ có một sự chuyển biến tích cực nhất. Thì mặc dù là bún này thì nó vất vả này, thời gian cũng rất dài và mệt, thì bác rất là hoan hỉ và muốn gửi gắm những cái tình cảm chân thành nhất đến những sợi bún và gửi gắm đến cho các con ấy. Nhìn các cháu ăn mà mình thấy hạnh phúc, mình mệt mình hết mệt luôn, và rất là biết ơn đến sư phụ và cô chủ nhiệm đã có những cái ý tưởng này để các sĩ chỉ là người thực hành thôi, mà thấy rất là cảm thấy hạnh phúc lắm rồi. Con nhớ sợi bún, thấy nhớ sợi mình, chúc các con ăn ngon miệng. Bún này rất là ngon ạ. Em chưa được ăn thức bún nào ngon như này. Có bún này có vị đặc biệt là vị tình yêu thương từ các bạn đã như đã làm tự làm. Bắp rất là nhiệt tình. Bún này rất là ấm áp. Được chăm sóc tận tình. Em ăn được 3 bát. Em xem được 3 bát. Số 8 nào ngang, cô Hàn sao? Phun sao ạ? Con đã ăn bún rất ngon ạ. Chúng con cảm ơn mọi người ạ.